chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 11 tháng 10 của Đu Xanh Vina. Bản tin trưa hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh làm việc cùng Đu Xanh Vina. Đào tạo về tính năng và công dụng của các loại công cụ, vật liệu tại nhà máy MHS. Trao thưởng cho các tác phẩm của cuộc thi sáng tác thơ văn mang chủ đề Hạ Sang. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 5 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có buổi gặp gỡ và làm việc với hai doanh nghiệp tại Quảng Ngãi gồm Đu Xanh Vina và Sapeco. Tham dự buổi làm việc còn có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh và một số lãnh đạo cơ quan, ban ngành khác. Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc John In Jung đã báo cáo sơ lược về hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, gắn liền với việc tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về bảo vệ môi trường và an toàn lao động. Bên cạnh những thuận lợi và khó khăn mà công ty đang gặp phải, Tổng Giám đốc cũng đã nêu ra một số kiến nghị, mong muốn Bộ Công Thương quan tâm hơn nữa để Đu Xanh Vina trở thành nhà cung cấp các thiết bị của các dự án nhiệt điện trong nước trọn gói theo chủ trương nội địa hóa mà chính phủ đã đề ra. Bên cạnh những thuận lợi và khó khăn mà công ty đang gặp phải, Tổng Giám đốc cũng đã nêu ra một số kiến nghị, mong muốn Bộ Công Thương quan tâm hơn nữa để Đu Xanh Vina trở thành nhà cung cấp các thiết bị của các dự án nhiệt điện trong nước trọn gói theo chủ trương nội địa hóa mà chính phủ đã đề ra, đồng thời tạo điều kiện để Đu Xanh Vina cung cấp các sản phẩm cẩu trục cho các cảng biển trong nước bởi hiện nay, phần lớn các cảng biển nội địa đều sử dụng cẩu trục nhập khẩu từ các nước trên thế giới, trong khi Đu Xanh Vina lại có thế mạnh về mặt hàng này. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã hoan nghênh những ý kiến, đề xuất của lãnh đạo Đu Xanh Vina và khẳng định Bộ Công Thương sẽ có những cơ chế chính sách mới phù hợp để hỗ trợ cho các đơn vị, trong đó có Đu Xanh Vina, tham gia vào lĩnh vực nội địa hóa ngành cơ khí. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đề nghị Đu Xanh Vina chú trọng đến tính cạnh tranh về giá thành, nghiên cứu lựa chọn ra những đối tác đủ năng lực, tạo sự tín nhiệm của chính phủ để thực hiện các dự án, chú trọng chuyển giao công nghệ cho đội ngũ nhân lực Việt Nam và phối hợp phát triển năng lực cùng các đối tác tại Việt Nam. Giảm chi phí, tăng năng suất sản xuất, đáp ứng chất lượng sản phẩm và ngày giao hàng là những mục tiêu chính của lớp đào tạo 6 giờ vừa diễn ra dành cho các quản lý nhà máy MHS. Để làm ra những sản phẩm đảm bảo chất lượng, đồng thời đảm bảo thời gian giao hàng ngắn nhất với chi phí thấp nhất, bao gồm cả chi phí nhân công và dụng cụ, nhà máy MHS đã mời anh Vũ Ngọc Bảo, trưởng bộ phận sản xuất của công ty Sanvic, đến để chia sẻ những kiến thức liên quan cho 3 kỹ sư phụ trách mua dụng cụ gia công, quản lý gia công mảng boiler SS, quản lý gia công mảng cẩu trục và một quản đốc sản xuất, quản lý thiết bị gia công. Trong chương trình đào tạo kéo dài gần 6 giờ đồng hồ, các kỹ sư và quản đốc đã cùng nhau tìm hiểu những kiến thức cơ bản về dụng cụ cắt gọt, vật liệu để chế tạo dụng cụ cắt gọt, tốc độ cắt gọt theo từng loại cụ thể như tiện, phay, khoan, boring, taro. Cách tra cứu để chọn mua dụng cụ tùy theo loại vật liệu tương ứng, tùy theo yêu cầu gia công cho từng loại sản phẩm. Từ đó nắm bắt được tác dụng của từng loại dụng cụ cần mua, sử dụng đúng chức năng của chúng, chọn loại dao phù hợp, chế độ cắt phù hợp đối với từng loại vật liệu để tăng năng suất sản xuất, giảm thời gian gia công và tiết kiệm chi phí thu mua. Sau khóa học, tài liệu và kiến thức lĩnh hội sẽ được các kỹ sư và quản đốc chia sẻ lại cho cấp dưới và những người có liên quan để tối đa hóa hiệu quả đem lại của khóa học. Khởi động cuộc thi sáng tác thơ văn chủ đề mùa hạ từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8. Và sau hơn một tháng tổng kết, những tác phẩm tiêu biểu đã được bình chọn và trao giải vào ngày 30 tháng 9. Cuộc thi sáng tác thơ văn toàn công ty mang chủ đề Hạ Sang đã được câu lạc bộ đọc khởi xướng và chủ trì diễn ra từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8 và đã nhận được tổng cộng 30 tác phẩm từ 19 tác giả. Đa phần các tác phẩm tham gia thuộc thể loại thơ mà nhiều nhất là thơ lục bát. Sau một tháng tổng kết, bình chọn, ban tổ chức đã tiến hành công bố kết quả và trao giải cho các tác phẩm. Theo đó, giải đặc biệt thuộc về chị Lê Thị Diệu Linh, bộ phận PR, giải nhất thuộc về chị Nguyễn Thị Phương Nhã, bộ phận PI, và ba giải khuyến khích đã thuộc về anh Ngô Văn Thìn, bộ phận NDE, chị Võ Thị Sang, bộ phận Sales Marketing, và anh Nguyễn Thanh Sang, nhà máy MHS.
Ngoài ra, nhiều phần quà lưu niệm khác cũng đã được trao tặng đến các tác giả tham gia vào chương trình, và đặc biệt là một cuốn tập san do chính tay các thành viên câu lạc bộ đọc thiết kế và in ấn cũng đã được gửi tặng đến tất cả những người tham gia. Theo dự kiến, trong thời gian tới, câu lạc bộ đọc sẽ phát động nhiều chương trình thi sáng tác khác, đa dạng hơn về thể loại và nội dung để người lao động có được một sân chơi thú vị hơn. Tiếp tục bản tin trưa nay, mời quý vị và các bạn cùng xem một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về các khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Bản tin trưa nay của Dusan Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời quý vị và các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dusan Vina DVTV V7N78. Đồng thời, các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dusan Vina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Isu với từ khóa Dusan Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.